Đây anh em nhé, để giảm tải cho nhân viên chốt đơn thì loa tép chống cháy 100% sẽ làm cái video như này. Đấy, đây là một cái loại 1,5 triệu một đôi nhá. Thì đâm ra cái củ này là nó, cái đôi này nó rất là nặng, đôi này là nó nặng 7 kg một đôi. Đâm ra là nó rất là nặng nên chúng tôi sẽ quyết định là tháo rời ra cái củ để chúng tôi gói riêng. Để trong cái quá trình ship hàng thì nó va đập thì nó sẽ ảnh hưởng đến củ loa và phễu. Đấy. Đây, mặc dù nó đã có cái xương đây rồi, xương của phễu đây rồi nhưng mà đôi lúc thì nó vẫn bị bể cái đoạn này. Đấy, hoặc là vỡ phễu. Đấy, chúng tôi sẽ quyết định tháo ra nhá. Đây, nhiều anh em cứ điện hỏi về không biết đấu. Đấy, cái dây dài đây thì chúng ta sẽ đấu trực tiếp vào đít loa nhá. Đây, đít loa như này, đây. Anh em nhìn thấy không? Đây cái dây dài 1 mét đây, đây là mình sẽ bó vào cho nó gọn đây. Đây, đấu vào đít loa này. Đấy, hoặc là đấu vào đít âm ly. Đấy. Đít loa và đít âm ly nó đều là như nhau. Đấy, nhiều anh em lại cứ hỏi là vào đít loa hay đít âm ly. Đây cái dây điện đây, nó nối xuống dưới đít loa thì anh em đấu ở đầu đít loa cũng được mà đít âm ly cũng được, nó đều như nhau cả. Tiện đâu thì chúng ta đấu đấy. Đấy, nhiều anh em là cứ hay hỏi cái câu hỏi là liên tục là thế đấu đít loa đít âm ly, để đấu ở đít loa cũng được mà đít âm ly cũng được. Đấy, như nhau anh em nhá. Đây, đấu vào đít loa đây, nó như nhau. Đấy là cái dây dài 1 mét. Dây dài 1 mét ở đây nhá. Đấy, dây dài 1 mét là dây này. Đấy nhá. Đây. Đấy, đỏ thì vào đỏ. Đây. Đấy, đấu vào đít loa như thế này luôn nhá. Đấy, đây, đấu chung với cái dây âm ly xuống đây. Đấy nhá. Đấy, còn là cái củ này chúng tôi khi đi thì chúng tôi sẽ quyết định tháo ra như này. Đấy, tháo như này nhá. Đây. Thì chúng tôi sẽ gói đi hai kiện. Kiện củ riêng và kiện khung riêng. Đây, nó sẽ như thế này. Đây. Đây là cái dây 20 phân đây thì sẽ đấu vào củ loa. Đây, củ loa này nó có cái dây này, đây nhá. Đây này. Cái chân như này nó có cái lỗ để chúng ta cài dây nhé. Đây. Cài dây nhé. Đây. Có cái lỗ để chúng ta cài dây đây. Nhá, đây. Nó có cái lỗ để chúng ta cài dây đây. Đây là vào nó mắc luôn. Đấy, ok nhá. Đấy. Nó mắc luôn. Đấy nhá. Bên này là vào đỏ. Nhưng mà chúng ta sẽ vặn vào như thế này. Đây nhá, cái lỗ cài nhá. Đây. Đây này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ vặn vào như này. Về khi ship vào hàng đến nhà thì chúng ta chỉ cần dọn nó vặn nó ở được là được. Đấy, chúng ta sẽ làm nó cái đồng tiếp vào đây. Có thể cài dây vào đây. Đấy nhá. Đấy, đi đi vào trong cho ba làm con. Đi vào trong. Bắn chúng tí nữa. Đây nhá. Đây. Đây đây nhá, anh em nhìn nhá. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, đi vào trong nhá. Đây, vào trong đây. Đây đây. Đấy, đi vào trong. Đây nhá anh em nhá. Đây, vì anh em bạn là rất là đơn giản thôi. Ai cũng có thể làm được. Vì anh em cứ hay hỏi là không biết đấu. Đấy, mặc dù chúng tôi đã đưa cái và nó lúc nào chúng tôi cũng làm cái video cho anh em rồi. Nhưng mà nhiều lúc anh em cứ hỏi thì càng ngày càng một đông. Đấy, đâm ra là chúng tôi phải làm cái video để hỗ trợ kỹ thuật như này. Đây. Riêng cái mẫu này thì chúng tôi tháo rồi, chứ con loại 1 triệu chúng tôi không tháo nhá. Anh em nhá. Đây, chúng ta có thể biết làm. Đấy. Đây, rất đơn giản thôi. Để tránh cái tình trạng anh em cứ hay điện về hỏi, ngày nào cũng có vài chục người. Nhá anh em nhá. Đây là cái loại này chúng ta làm đơn giản thôi đấy. Ai cũng có thể biết lắp để bảo toàn cái củ. Còn cái loại 7 cân 2 này cũng thế, chúng tôi quyết định tháo ra. Như này. Nhá, đây cái dây là 1 mét thì chúng ta sẽ đóng vào đít loa và đít âm ly, nó đều như nhau. Đấy, nhiều anh em cảm thấy rất là xa lạ về cái loa tép, nên anh em cứ hỏi những cái câu như là đấu vào đít loa hay đít âm ly thì loa tép đấu vào đít loa hay đít âm ly nó đều như nhau mà thôi. Đây. Cái dây hà chúng tôi sẽ ship củ này đi riêng nhá. Còn cái khung này đi riêng. Đấy, về anh em cái dây 20 phân đây là chúng ta sẽ đấu vào củ loa nhá. Đây, đỏ vào đỏ. Cái này nó cũng có cái rắc ấn của nó thò ra đây. Đây, hoặc chúng ta cài dây vào. Về chúng ta chỉ vít không cần chặt đâu. Vì cái này để một chỗ thôi, nó bám được là được. Nhưng về chúng ta ai cũng có thể lắp được. Chỉ mất 15 giây một cái thôi. Hoặc 1 phút một cái đi. Đấy, ai cũng có thể làm được. Đỏ vào đỏ. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào. Cài cái dây vào là mắc như thế. Cái dây 20 phân chúng ta đấu vào củ loa. Ai cũng có thể làm được. Mà vậy mà rất nhiều anh em không làm nổi cái khâu này thì cũng cảm thấy rất là khó khăn. Đấy nhá, đây dây 20 phân là đấu vào củ loa. Còn cái dây dài 1 mét đây. Dây 1 mét đây thì chúng ta sẽ đấu vào đít loa.
đi loa đây, giống như kiểu cái mình sẽ làm cái mô hình cho anh em đây. Đây đây là mình cái dây dài 1 mét, nhưng mà để nó đấy mình sẽ bó vào đây cho anh em nhìn nó gọn. Đấu vào đây là cái dây vàng của âm ly đấu vào đỏ và đỏ đây. Cái này thì chúng ta sẽ đấu vào đít loa như thế này, hoặc là chúng ta sẽ tiện ở đâu nếu mà loa trên tường rồi thì chúng ta chỉ đấu vào âm ly cũng được. Đít âm ly với là đít loa, đây là cái dây mình bó vào đây. Đít loa cũng được mà đít âm ly cũng được. Những cái câu hỏi là đấu vào đít loa hay đít âm ly thì ngày nào chúng tôi cũng phải tiếp nhận đến 50 câu hỏi. Đấy, ở đít loa với đít âm ly nhá. Cái dây vàng đây người ta nối xuống đít loa, nó là chung chung mạch rồi. Thì chúng ta đấu ở đít âm ly cũng được mà đít loa cũng được. Đấy, cái này đều rất đông anh em cứ hay hỏi lẩn quẩn cái câu này. Các anh em cảm thấy rất là lạ lẫm về cái loa tép. Cái loa tép này nó không khác gì cái loa tép ở theo loa của các bạn cả. Chẳng qua loa tép này là chỉ cái củ nó xịn hơn thì nó sẽ hay hơn cái loa tép bình thường. Thế thôi. Đấy, cái này chống cháy 100%. Vào có một cái điều đặc biệt là đây anh em nhìn thấy cái bóng đèn đấy không? Cái bóng đèn này trong quá trình mở nhá, không được phép sáng thì mới gọi là ok. Nếu mà nó sáng ấy là do chúng ta chỉnh âm ly này, chỉnh lọc xì, chỉnh vang của chúng ta bị sai giải tần rồi. Đấy, thì nó vẫn chạy nhưng mà không phải giải tép chuẩn. Đối với các loại loa tép thì cái tần số của nó phải cực mịt, mượt mà thì mới được. Không được phép sáng cái đèn này thì chất âm nó mới ok. Nó chỉ sáng trong trường hợp hú mic thôi. Đấy, anh em hoặc là chỉnh sai thiết bị thôi. Và cái đèn này có thể là rút ra cắm vào, nó là hệ đuôi cắm anh em nhé. Đây, mình rút ra cho anh em một cái nhé. Đây, đấy, rút ra và cắm, nó có hai cái lỗ và chúng ta có thể cắm vào. Đấy, nhiều lúc anh em không biết chỉnh nó có thể bị lóa bóng thì anh em có thể rút cái bóng sơ cua ở trên này, chúng ta thôi cắm vào và tự thay thế. Cái bóng này là 7.000 đồng một cái, chỗ mình có bán. Đấy, nhiều anh em lại cứ hỏi cái bóng này ở trên nóc thì để làm gì, nói chung là để sơ cua anh em nhá. Đấy, trong quá trình đi đường nó có thể được bị gãy hoặc là cái bóng chính này thì chúng ta có thể có mặt thay. Đấy, cái căn bản chúng ta phải cân chỉnh cái bóng này, không được phép sáng thì mới ok anh em nhá. Đấy, cái làm lại cái mô hình đấy, đấu vẫn đít loa để tránh cái tình trạng anh em cứ hay hỏi liên cổ cước về cách đấu loa. Đấy, anh em có thể xem kỹ cái video này để giảm tải cho chúng tôi nhá. Đấy, nhiều lúc anh em về cũng có thể tự làm được thì không cần điện cho chúng tôi nữa. Đấy anh em nhá, vì chúng ta chỉ mua về và làm như theo cái mình cái video này và đấu và đít loa, thế là mở nhạc lên mà thưởng thức thôi. Đấy, ok anh em nhá, số điện thoại mình đây 0973 533 269. Và mình có rất nhiều những cái dòng tép đủ các loại mẫu cho anh em. Đấy, đây. Đây, số điện thoại mình đây. Đây, đây hôm nay anh em nó đi một cơ số rồi nhưng mà cũng vẫn còn lái để mình cái giới thiệu. Đây, loại này là 1 triệu một đôi. Đấy, hai loại này anh em lấy mẫu nào cũng được. Cái này là côn 3,5. Cái chiều ngang này là 28, cao 17 phân. Đấy, anh em nhá, đây. Còn cái loại này là 1 triệu 2 đây. 1 triệu 2 nhá. Đấy. Còn cái loại này là 600.000 một đôi. À, cái loại này là 500.000. 500.000 là nó có cái nhọn nhá. Còn cái 600.000 là nó không có cái nhọn. Đấy, mình sẽ tìm một cái đây, 600.000 đây. 600.000 thì là cái năng nhọn nó sẽ ngắn hơn, 500.000 nó sẽ dài hơn. Đấy, cái này là mẫu 800.000. Đấy. Sang bên này là mẫu 1.500.000 đây, 1.500.000 đây. Đấy, cái này là 1.200.000 nhá. Đấy. Đây, còn lên bên trên này là 1.500.000 đây. Đôi mình làm ví dụ cho anh em đây. Đấy, ok anh em nhá. Đây anh em có thể vào xem cái video này để giảm tải cho đơn vị của chúng tôi. Đấy là một cái video hỗ trợ kỹ thuật để tránh cái tình trạng là anh em cứ hỏi đấu vào đít loa hay đít âm ly. Đây anh em có thể đấu vào đít loa chung với dây âm ly đỏ vào đỏ, thế là xong. Đấy, hoặc là anh em có thể đấu vào đít âm ly, nó đều là một cả anh em nhá, đấu đầu nào cũng được. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em nhá. Anh em có thể đăng ký kênh YouTube Điện tử Phương Lưu để chúng ta được giao lưu với nhau thường xuyên hơn. Đấy, ok anh em nhá.